Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập 174 Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư Chuyển ngữ Liên Hải Biên tập Nguyên Tâm Thời trang Ngày 3 tháng 8 năm 1999 Địa điểm Hồng Kông Xin mời mở kinh ra Bài kệ tụng thứ tư Của Cụ Túc Thiên Dương Như lai pháp thân bất tư nghị Như ảnh phân hình đặng pháp giới Sử sự diễn minh nhất thiết pháp Tịch tỉnh quang thiên giải thoát môn Tịch tỉnh quang thiên dương Pháp môn Mà Ngài tu được là Phổ hiện thân thuyết pháp giải thoát môn Trong đại hội Họ đề xuất Những báo cáo của họ Tán tụng chính là báo cáo tâm đắc của họ Kinh văn tuy không dài Ý nghĩa đều sâu rộng vô cùng Có thể nói từng chữ từng câu Đều hàm nhiếp Viên mãn tất cả Phật Pháp Cũng tức là tất cả Pháp Câu thứ nhất là Nói Lý thể năng hiện Không thể nghĩ bằng Có một số người thường nói Vũ trụ từ đâu mà đến Vì sao lại có trời đất Vì sao lại có hư không vì sao có nhiều sao như vậy? Rốt cuộc từ đâu mà có vậy? Các nhà tôn giáo Nói trời đất giảng vật này đều là thần tạo ra Vậy chúng ta lại hỏi thần từ đâu mà có? Hiện tại Có một số Nhà tôn giáo Những năm gần đây Cũng đọc qua Kinh Phật Thế là họ lại thay đổi một cách nói Nói thần tạo trời đất dạng vật Chính là tự tánh mà Phật giáo nói cách nói này lại rất mới mẻ chúng tôi nghe rồi đồng ý với cách nói của họ khẳng định cách nói của họ nếu như cách nói này của họ có thể thành lập được trong giáo nghĩa của họ Vậy thì chúng ta có thể nói rất nhiều tộc quần và vấn đề mâu thuẫn trên tư tưởng tôn tư giáo sẽ quá giải được toàn bộ rồi. Phật Pháp đích thực là nói rõ. Đây là tự tánh sở diện. Tự tánh từ đâu mà đến Tự tánh là thứ sẵn có Tự tánh Không có sanh diệt Không có đến đi Cho nên trong Trung Quán Luận Đức Phật dùng tám cái không để hình dung Không sanh không diệt Không thường không đoạn Không đến không đi Không một không khác Những danh từ này Đều hình dung Tình hình Của tự tánh Mà tự tánh thật sự mà nói Là nói không được trong kinh Phật thường nói Ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Sự việc này việc đội không phải ngôn ngữ có thể nói ra được vì sao vậy năng lực của ngôn ngữ có giới hạn có phạm vi có rất nhiều sự việc đích thực là nói không ra được thật sự mà nói sự việc rất rõ ràng rất bình thường cũng không thể nào nói ra được Ví dụ như trong việc ăn uống của chúng ta Có người thích ăn ngọt Có người thích ăn cay Hỏi Khẩu vị như thế nào? Rất cay Kỳ thực đáp án này Cũng vô cùng mơ hồ Rốt cuộc cay đến mức độ nào? Có thể nói ra được hay không? Nói không được Quý vị thường thường xem Quý vị sẽ biết được rồi Kỳ tục quý vị thường thường nhìn thấy Vẫn là không biết được Vì sao vậy Cảm xúc của hai người không tương đồng Mùi vị mà tôi nếm được Và mùi vị quý vị nếm được Là cùng một món ăn Chắc chắn không giống nhau sau đó chúng ta mới biết được không những là phạm vi ngôn ngữ có hạn ngay cả phạm vi tư duy tư tưởng của chúng ta cũng có hạn thể hội của bản thân cảm xúc của bản thân chúng ta chắc chắn không thể nào truyền đạt cho người khác được có thể truyền đạt cho người khác chỉ là một hiện tượng rất mơ hồ tương tự mà thôi cảm xúc chân thật nhất định không thể nào làm cho người khác biết được cảm xúc của người khác cũng vậy chúng ta không thể nào biết được ví như người thích ăn cay Họ ăn rất ngoan lành. Người không Cái thể ăn cay, một miếng là đã cay lắm rồi. Chịu không nổi. Người thích ăn thì không cay. Điều này chúng ta có thể thường thường nhìn thấy. Từ nơi này chứ gì tư duy tỉ mỉ. Thể hội tỉ mỉ mới biết được mỗi một người cảm giác, không tương đồng. từ đó có thể biết, mỗi một người có mỗi một thế giới riêng, mỗi một người có pháp giới riêng của mỗi người. pháp giới, vô lượng vô biên, thế giới cũng vô lượng vô biên, Mỗi mỗi không tương đồng Trong hội lăng nghiêm Đức Phật giảng cho chúng ta Tất cả chúng sanh Đồng phân vọng kiến Biệt nghiệp vọng kiến Biệt nghiệp hoàn toàn là nói cá nhân mỗi người Kiến là kiến giải Vọng là hư vọng Không phải là chân thật Đồng phân Mọi người có cộng nghiệp chung nhau Kỳ thực trong cộng nghiệp vẫn là Mỗi mỗi không tương đồng Chúng ta nói cộng nghiệp là Mọi người có tương tự Kiến giải tương tự Quả báo tương tự Vẫn là mỗi mỗi không tương đồng Đức Phật nói cho chúng ta Đến lúc nào mới tương đồng Đến lúc thành Phật mới tương đồng Vì sao vậy Lúc thành Phật Hư vọng Đoạn hết rồi Hoàn toàn là chân thật Chân thật tương đồng Cho dù rơi vào hư vọng Cảnh giới hư vọng của mỗi người Nhất định không giống nhau Điều này có thể khẳng định được Kiểu hư vọng này là giọng tướng Câu thứ nhất nói Pháp thân như lai bất tư nghị Đó là trên lý thể không thể nghĩ bàn Chân thật không thể nghĩ bàn hư giọng lại có thể nghĩ bàn sao hư giọng thật sự mà nói cũng không thể nghĩ bàn nhưng hư giọng tuy không thể nghĩ bàn trong phạm vi chúng ta có thể tư duy có thể bàn luận Chúng ta có thể biểu đạt một bộ phận Mà không thể nào biểu đạt cho viên mãn được Có thể biểu đạt một phần Để xây dựng Nhận thức chung với người khác Với chúng sanh khác Nhận thức chung này Cũng là cục hạng cũng không phải là viên mạng. Mà lý thể chân thật của tâm tạng đó là thật sự không thể nghĩ bàn. khi tùng dùng phương tiện thiện xảo của Ngài không thể nghĩ, vậy chúng ta nghĩ. Không thể bàn, cũng nói cho chúng ta. chúng ta có thể thể hội có thể lý giải không nếu như dùng phương thức tư duy tưởng tượng của chúng ta để mà lãnh hội để mà lý giải thì có sự sai lầm trong mức độ nhất định nào đó Phật Pháp nói Y văn giải nghĩa Tam thị Phật oan Chính là nói sự việc này Dùng năng lực của bản thân chúng ta Năng lực tư duy Năng lực tưởng tượng Năng lực bàn luận Nghe Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp Đặc biệt là nói đại đạo lý về tâm tánh Sẽ hoàn toàn hiểu sai Cho nên Phật nói oan uổng Ba đời chư Phật đều nói oan uổng Chúng ta hiểu sai về ý của Phật Đức Phật vì sao nói như vậy Không nói cũng không được không nói thì chúng ta đúng là không thể nhập sự Tìm không ra đường lối Phật nhất định phải giúp chúng ta tìm ra một con đường nhưng con đường này đích thực là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt cái khó của phật pháp là đây Thật sự mà nói Phật Pháp dễ Dễ dàng cũng là dễ dàng ngay nơi điểm này Thật sự là khó dễ không khác Cái gì biết rồi thì không khó Không biết thì sẽ rất khó Thế nào gọi là biết Bồ Tát Mã Minh trong khởi tín luận dạy cho chúng ta phương pháp đó chính là biệt Người biết thì Nghe kinh Đọc kinh Lìa tướng ngôn thuyết Chúng ta nghe kinh Lìa ngôn ngữ Xem kinh Lìa văn tự Lìa này nghĩa là gì? Không chấp trước nghe kinh, không chấp trước ngôn ngữ, xem kinh, không chấp trước danh tự. Đây gọi là lìa tướng ngôn thuyết. Thứ hai là lìa tướng danh tự. Phật thuyết pháp dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Thuật ngữ chuyên môn là Vì phương tiện cho việc thuyết pháp và thiết lập Những thứ này Toàn là pháp phương tiện Hoàn toàn không phải là chân thật Cho nên Quý vị có thể từ trong đó mà thể hội nhất định không được chấp trước Lìa tướng Danh tự không những Phật Pháp Tất cả tướng danh tự không được chấp trước Thế gian tất cả tướng danh tự cũng không được chấp trước Lão Tử nói rất hay Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Ông cũng hiểu được ly tướng Điều kiện thứ ba Lìa tướng tâm duyên tâm duyên tưởng chính là quý vị sau khi nghe rồi tư duy tưởng tượng không thể được không được tư duy không được tưởng tượng nói cách khác đã hiểu tức là hiểu không hiểu thì tư duy tưởng tượng càng tìm không hiểu dễ dàng hiểu sai ý nghĩa của nó cho nên dạy học của phật pháp dùng lời hiện đại mà nói nó là dùng trực giác Bảo quý vị trực tiếp mà thể hội Hiện tại chính là nó Nhất định không có lòng vòng quanh co Đây là người biết Người không biết Người không biết thì chấp trước tướng Nghiên cứu điều quý vị nói Nghiên cứu điều quý vị viết Rơi vào trong tướng ngôn thuyết rơi vào trong tướng danh tự, rơi vào trong tướng tâm duyên. Vậy thì toàn bộ đều sai rồi. Cho nên người thế gian phương pháp logic này đối với pháp thế gian có thể dùng, đối với pháp đức Phật đã nói không thể dùng. Tôi ngày xưa ở đại duyên phật học giảng tòa ở tại đài loan tôi chủ trì giảng tòa này có một lần tôi mời phương đông mỹ tiên sinh giảng nhân minh cho học trò chúng tôi trong phật pháp có một môn học gọi là nhân minh Nhân minh là gì? Chính là logic Chính là pháp biện chứng Phương tiên sinh rất có nghiên cứu về môn này Tôi mời ông Ông nói với tôi Ông nói không cần thiết Ông nói Phật Pháp Siêu diệt nhân minh Nhân minh logic pháp biện chứng Là dạy cho người sơ học Dạy cho người trung hạ căng tánh Phật Pháp Đại Thừa hoàn toàn không dùng đến thứ này Tôi nghe xong hiểu được rồi Đích thực Pháp biện chứng logic và nhân minh là thuần túy triết học Âu Dương Cánh Dù nói với chúng ta, Phật Pháp phi tôn giáo, phi triết học. Những người này thật có kiến thức, thật là người thông thạo. Phương Tiên Xuyên trả lời cho tôi, tôi vô cùng khâm phục ông. dùng những phương pháp này đích thực không thể thực sự hiểu được nghĩa thú của pháp phật thuyết nói cách khác chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nhập môn tôi nghĩ đây là điều mà mỗi một đồng học Đều mong cầu Cập bạch Nói đơn giản dễ hiểu một chút Thì không có gì khác Ngoài việc dùng chân tâm Phật dùng chân tâm thuyết pháp Nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chúng ta dùng tâm hư vọng để tiếp thu Quý vị diễn diễn không thể nào khế nhập được cảnh giới Phương pháp luận của khoa học Vẫn là không có khỏi Phân biệt chập trượt Cho nên họ không thể hiểu được Nghĩa chân thật của Như Lai Muốn hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Nhất định phải bỏ vọng tưởng Phân biệt chập trượt Phải dùng một vị chân tâm Quý vị sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tự nhiên sẽ có chỗ ngộ Tự nhiên liền có chỗ nhập Cho nên sai biệt của Thế Pháp và Phật Pháp Chính là chân tâm, vọng tâm Phương pháp mà Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta Chính là dùng chân tâm Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Chỉ là lìa giọng tâm mà thôi Lìa khỏi giọng tâm rồi Chính là chân tâm Cho nên không cần đi tìm chân tâm Không nên nói tôi phải dùng chân tâm như thế nào Ý niệm này chính là giọng niệm Sẽ chứa ngại chân tâm của quý vị trong Kinh đại thừa thường nói chân tâm ly niệm câu nói này trong chân tâm nhất định không có giọng niệm quý vị có niệm có niệm đều là giọng niệm nhưng trong pháp đại thừa lại nói có niệm là giọng niệm nhưng trong chân tâm có chánh niệm cũng không phải hoàn toàn không có niệm có chánh niệm không có vọng niệm thế nào gọi là chánh niệm thế nào gọi là vọng niệm? niệm chúng ta phải có năng lực để phân biệt một phương pháp phân biệt đơn giản nhất là ý niệm này vì bản thân đó là vọng niệm ý niệm gì tất cả chúng sanh đó là chánh niệm nhưng chánh niệm có thực sự chánh niệm có tương tự chánh niệm thế nào gọi là thực sự chánh niệm thế nào gọi là tương tự chánh niệm phàm là chánh niệm đều nhất định không phải là vì bản thân là vì chúng sanh vì chúng sanh tương ứng với chân tướng sự thật đó là thực sự chánh niệm vì chúng sanh nhưng không tương ứng với chân tướng sự thật là tương tự chánh niệm không phải là thực sự chánh niệm trong đây sai biệt chỉ nhỏ nhiệm nhưng quả báo hoàn toàn không giống nhau Chúng ta nhất định Phải hiểu rõ ràng Phải sáng suốt Nhà Phật nói Từ bi có bốn loại Loại thứ nhất là ái duyên từ bi Đây là điều tất cả chúng sanh đều có quý vị thích anh ta quý vị yêu thương anh ta quý vị đối với anh ta sẽ từ bi đây là điều tất cả chúng sanh đều có loại thứ hai gọi là chúng sanh duyên từ bi họ có thể đem tình yêu bản thân Yêu cha mẹ vợ con Yêu anh em quyến thuộc Đem tâm này mở rộng ra đến Có thể yêu tất cả người thế gian Họ đem tình yêu thương này phát triển rộng ra Là chúng sanh duyên từ bi Đây chính là điều vừa rồi nói tương tự chân tâm họ niệm niệm vì chúng sanh lo nghĩ nhưng họ hoàn toàn không có quên bản thân mình họ nghĩ đến là lợi ích chúng sanh chính là lợi ích bản thân còn có bản thân giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình trồng nhân thiện được quả thiện Còn có chấp quả thiện Kiểu này thuộc gì? Tương tự chân tâm Không phải là chân tâm chân thật Là hướng đến phương hướng Của chân tâm mà tiến thêm một bước nữa Phước báo mà họ tu được Đích thực rất lớn Quả báo mà họ đạt được là Phước báo tam giới hữu lậu Nhân thiên phú quý Không rốt rào Không thể liễu sanh tử Không thể xuất tam giới đây đều thuộc về phàm phu thánh nhân thì khác rồi từ bi của bồ tát hành văn duyên giác bồ tát đây là pháp giới tứ thánh họ là pháp, pháp duyên từ bi chân tướng của vũ trụ nhân sanh dần dần thông đạt hiểu rõ sự từ bi của họ là thật là chân thật tuy là chân thật nhưng không viên mãn cũng tức là ngày nay chúng ta nói vẫn còn có điều kiện vì sao yêu thương tất cả chúng sanh vì sao giúp đỡ tất cả chúng sanh vô điều kiện Biết tất cả chúng sanh Là tự tánh Sở biến hiện ra Tự tánh của chúng ta là đồng một thứ Cũng giống như ở đây nói Mười phương ba đời chư Phật Cùng chung một pháp thân Đây vẫn còn có một điều kiện tồn tại Cho nên là chân tâm Chân tâm không viên mạng Chân tâm không rốt ráo Đến như lai quả địa Pháp thân đại sĩ Họ dụng tâm duyên mạng Rốt ráo Vì sao vậy không có điều kiện Nói cùng chung một pháp thân Đều là sáu rộng Hư không pháp giới tất cả chúng sanh và mình là một thể cũng là sáu rộng. Vậy mới tiến vào chân thanh tịnh, chân bình đẳng. Chân tâm rốt ráo, viên mạng, hiển lộ Cho nên chúng ta từ góc độ này mà xem Quý vị làm thế nào mới có thể thể hội được Nghĩa thú của Pháp Phật Thuyết Chỉ ít phải đến Pháp Duyên Từ Bi Đối với lời Đức Phật đã nói Những gian tự trong Kinh đã nói Sự thể hội của quý vị và người bình thường nhất định không giống nhau Nhà Phật thường nói Thâm nhập nghĩa thú Quý vị có được cảnh giới này rồi Tuy là nói thâm nhập nghĩa thú Mà độ sâu này Không có điểm dừng Quý vị rốt cuộc Sâu đến mức độ nào rồi vẫn phải xem công phu của quý vị Trong thập pháp giới Tử thanh pháp giới không tương đồng Cũng tức là trên độ cạn sâu không tương đồng Trong nhất chân pháp giới Còn có 41 vị thứ 41 vị thứ này hình thành như thế nào Cũng là sở nhập cạn sâu không tương đồng Đều là thâm nhập Từ đó có thể biết Chướng nạn hiện tại của chúng ta Chính là niệm niệm không quên được bản ngã không xả bỏ được ngã Đây là sai lầm lớn nhất của chúng ta Đức Phật trong Kim Kim Cang nói rất rõ ràng Rất thấu đáo Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Chúng ta bốn tướng đầy đủ. Một thứ cũng không xả bỏ được. Cho nên chúng ta không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai trong kinh văn chính là tự tánh. Pháp tánh chính là hiện tượng. Như lai là năng hiện, pháp thân là sở diện. Năng hiện, sở diện đều không thể nghĩ bàn. Năng hiện là tự tánh, tự tánh không có hình tướng. Cho nên chúng ta sáu căn đều duyên không đến được đồng Pháp tướng nói với chúng ta Năng lực của ý thức thứ sáu vô cùng mạnh mẽ Đối ngoại có thể duyên đến hư không Pháp giới Đối nội có thể duyên đến A-lại gia thực nhưng chỉ không đạt đến được tự tánh Vậy phải làm thế nào để có thể đạt đến tự tánh Không dùng nó tự tánh sẽ hiện tiền Tả thức dùng căn Pháp sư Giao Quang Trong làng nghiêm chánh mạch Nêu ra ý kiến cho chúng ta vậy chúng ta trực tiếp dùng căng tánh sáu căng vấn đề này liền được giải quyết câu nói này nói rất dễ dàng thật sự làm được thì có sự khó khăn nhất định khó đến đâu chúng ta vô lượng kiếp đến này dùng lục căng dùng thành thói quen rồi hiện tại bảo chúng ta lập tức xả bỏ chúng ta rất muốn xả nhưng xả thế nào cũng không xả được đây là sự thật có người học phật nào không muốn xả chứ đều biết xả rồi sẽ thành phật nhưng quý vị xả bỏ không được tại sao vậy muốn xả muốn đó là ý thức thứ sáu ý thức thứ sáu thứ làm sao có thể xả ý thức thứ sáu chứ không muốn thì sao không muốn thì rơi vào trong vô minh Nói cách khác Muốn thì xả không được Không muốn cũng xả không được Điều này phiền phức lớn rồi Đây là điều khó lớn nhất trong tu học Phật Pháp Điều khó này nếu quý vị có thể đột phá Thì vấn đề giải quyết được rồi cho nên chư phật bồ tát tổ sư đại đức dạy chúng ta phương tiện tối sơ tối sơ phương tiện là điều gì tu định định là gì huệ năng đại sư trong đàn kinh nói rất hay không nghĩ thiện không nghĩ ác Thiện ác là chỉ cho tương đối Chỉ cần quý vị có thể đem tất cả những thứ tương đối buồn xuống hết Tâm quý vị liền được định Tùy theo định công của quý vị sâu hay càng mà chân tâm của quý vị dần dần hiển tiền chân tâm khởi tác dụng chính là trí huệ bát nhã trí tuệ liền hiển tiền rồi cho nên tu học Phật pháp tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn Pháp là phương pháp Môn là đường lối Phương pháp đường lối nhiều bao nhiêu Mọi người Nên hiểu rằng đều là tu thiền định Phương pháp đó là gì? Phương pháp là giới Phật Pháp tổng quy nạp lại Chỉ ba chữ giới định tuệ Phương Pháp vô lượng vô biên đều thuộc về giới quý vị nương theo phương pháp này mà tu học được gọi là trì giới trì giới là giữ phép tắc bất luận là phương pháp nào pháp môn nào chỉ cần quý vị như lý như pháp mà tu học tất cả đều có thể được định định là mấu chốt Định có thể khai trí tuệ Huệ thì giải quyết được vấn đề rồi Từ trên tầng thứ đoạn phiền não mà nói Định có thể khống chế phiền não Phiền não tuy chưa đoạn Không khởi tác dụng Cũng tức là nói Dòng tưởng phân biệt chấp trước Khống chế rồi Chưa đoạn Nhưng nó không khởi tác dụng huệ sau khi khai rồi giọng tưởng phân bị chấp trước hoàn toàn không có nữa quá giải rồi trí tuệ lớn nhỏ tùy theo định công của quý vị sâu càng định công của quý vị càng sâu trí tuệ của quý vị càng lớn nói cách khác mức độ quý vị quá giải được sẽ càng rộng sẽ càng sâu Chúng ta học Phật đáng quý Là nắm bắt được tổng cương lĩnh của nó Câu thứ nhất là Năng tuyệt, khó lý giải nhất Câu thứ hai liền nói Câu Như ảnh phân hình đẳng Pháp giới Đáng là đồng đẳng Đây chính là nói rõ Trong vũ trụ Giảng sự giảng pháp Từ đâu mà đến Từ như lai pháp thần Mà biến hiện ra Đều là Huyết minh tương tận cho chúng ta Trong kinh Hoa Nghiêm Hai câu tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Như lai pháp thân bất tư nghị Là duy tâm sở hiện Như ảnh phân hình đẳng pháp giới Là duy thức sở biến Bao gồm cả thân thể hiện tại của chúng ta Bao gồm từng ly từng tí Trong cuộc sống của chúng ta Không có pháp nào là không phải Lớn đến thế giới Nhỏ như di trần Đều là nó Đây là nói tánh tướng Nói lý sự Nói nhân quả Nói hư không pháp giới Tất cả đã nói hết rồi Chỉ hai câu nói Trọng điểm của bài kể này Tại câu thứ ba xứ sứ siễn minh nhất thiết pháp Xiển là xiển dương, diễn thuyết, minh là rõ ràng. những thiết pháp là gì? Tất cả pháp là pháp thần như lại. Tất cả Pháp chính là chân như tự tánh của chính mình Không phải là gì khác Hư không ở đâu mà có Pháp giới ở đâu mà có Sanh mạng ở đâu mà có Toàn bộ nói rõ ràng rồi Đều nói thấu đáo rồi Ai nói cho chúng ta Chư Phật Bồ Tát nói cho chúng ta Chư Phật Bồ Tát ở đâu Không có Pháp nào không phải là chư Phật Bồ Tát Trong Kim Hoa Nghiêm nói Trần Thuyết Sát Thuyết trần sát là nói không gian vô gián đoạn thuyết không gián đoạn là nói thời gian cho nên kinh hoa nghiêm chưa từng gián đoạn qua Sau đó chúng ta đã thể hội được Chúng ta đã rõ ràng được Bồ Tát Long Thọ Tại Long Cung nhìn thấy Thượng Bổ Hoa Nghiêm Mười lần Tam Thiên Đại Thiên thế Giới Di Trần Kệ Nhất Tứ Thiên Hạ Di Trần Phẩm Đây là số lượng sau Không phải như vậy nếu như quý vị coi nó là con số Thì quý vị đã hoàn toàn sai rồi Ngài nói lời này là ý nghĩa gì? Mười là tượng trưng cho vô tận Là tượng trưng cho sự viên mãn, Không phải là con số Mười tam thiên đại thiên thế giới Là đại biểu cho đại viên mạng Cứu cánh viên mạng Nhất tử thiên hạ Một chỉ cho nhất chân Nói với chúng ta Pháp giới hư không Giảng sự giảng vật không có thứ gì không phải là chân thật Không có pháp nào không phải là tự tánh Hiện tại đối với chúng ta mà nói Vấn đề ở đâu Vấn đề là chúng ta không nhận biết được Đúng như ngày xưa Thiền Tông Đại Đức Lúc khai ngộ đã nói Trước lúc ngộ là phàm phu Phật phá thầm thâm vượt qua trước mặt Sau khi ngộ rồi Mới biết thuấn lời mỏi bề Thuận tay là có Không có pháp nào là không phải Cho nên kinh hoa nghiêm đến cuối cùng Hiến tài đồng tử Dùng 55 vị thiện trì thức trong 53 lần tham học, tổng cộng có 55 vị thiện trì thức. Khởi phát cho chúng ta. Làm cho chúng ta. Trong chữ nghĩa của những kinh luận này Đọc rồi, nghe rồi Thật sự tỉnh ngộ lại Hiện tại là ai? Hiện tại là chính mình 53 vị thiện tri thức là ai? Là đông đảo chúng sanh Mà chúng ta từ sáng đến tối tiếp xúc được Không những những người này Mà mọi lúc mọi nơi Không có gián đoạn Quyết minh cho chúng ta biết Diệu Pháp mà chư Phật đã chứng Chính là ngay cả Sơn Hà Đại Địa Vô tình chúng sanh Cũng thường thuyết diệu Pháp cho chúng ta Mãi mãi không gián đoạn Đây chính là kinh Đại Phương Quán Phật Quan Nghiêm Đây chính là cảnh giới của Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Chúng ta vì sao không thể khế nhập được Nói lời thường nghe Thì đó là không khéo dụng tâm Cho nên quý vị không nhập được cảnh giới Không khéo dụng tâm là gì Dùng giọng tâm Không biết dùng chân tâm Hiện tại mọi người hiểu được Thế gian này tai nạn rất nhiều Dường như tai nạn này đã sắp đến rồi Còn muốn dùng giọng tâm vậy thì quý vị tiếp tục không ngừng đang tạo lục đạo luân hồi tai nạn hiện tiền không nên sợ chết người học phật còn sợ chết vậy thì quý vị hoàn toàn học sai rồi học phật của quý vị học đi đâu rồi người học phật nhất định hiểu rõ không có sống chết sống chết là việc gì vậy lục đạo luân hồi chuyển biến người thế gian tham sống sợ chết chúng ta hiểu rõ sống chết chẳng qua là chuyển biến luân hồi chúng ta từ cõi này chuyển đến một cõi khác đây là dùng danh từ phật pháp để nói nếu dùng thuật ngữ của các nhà khoa học hiện nay mà nói là chuyển biến từng không gian khác nhau Chúng ta từ không gian ba chiều hiện tại Có thể chuyển biến thành không gian bốn chiều Cũng có thể chuyển biến thành không gian năm chiều Sự chuyển đổi của thời gian không gian mà thôi Tức giống như điều gì Chúng ta xem TV thay đổi kênh truyền hình Điều này người học Phật chúng ta biết Cho nên đối với sống chết xem ra rất bình thường Rất nhẹ nhàng Gặp phải sự việc này không quan mang Không lo không sợ Chúng ta sẽ chuyển đổi đến cảnh giới càng tốt hơn Nếu như lo sợ Sợ hãi Trong tâm sẽ loạn Vẫn là phải chuyển đổi Chuyển đổi đến hoàn cảnh còn thua hiện tại nữa Đã chuyển đổi rồi Vì sao không chuyển đến cảnh giới tốt hơn lại đi chuyển đổi đến một cảnh giới càng kém hơn hiện tại đây là chúng ta học phật đạt được lợi ít ít nhất ít đến, đến nỗi không thể ít hơn nữa chúng ta hiểu được chúng ta trong vấn đề sanh tử sự chuyển biến này sẽ càng chuyển càng tốt càng chuyển càng thù thắng Cho nên tai nạn đến rồi Sanh tử đến rồi Chúng ta rất quan hỷ Quan hỷ mà chấp nhận Thì sẽ chuyển đến cảnh giới càng tốt hơn Lý sự phải rõ ràng Phải thấu triệt Chúng ta mới không bị quấy nhiễu Nếu như lý giải càng sâu hơn Chúng ta nhân cơ hội này làm Phật rồi Chuyển đổi đến cảnh giới cao nhất Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Sự chuyển đổi này Chư Phật như Lai đều tán thán Lúc nào chuyển Hiện tại chuyển vừa chuyển như vậy chuyển phàm thành thánh chuyển mê thành ngộ sau khi chuyển rồi một hiện tượng tâm lý vô cùng rõ ràng bản thân quý vị có thể cảm giác được chính là thế trang này danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trận thật sự buông xuống rồi Hành vi tự tư tự, tự lợi nhất định không còn Không những hành vi tự tư tự, tự lợi không còn Ý niệm tự tư tự, tự lợi cũng không còn Quý vị thật sự chuyển lại rồi Nếu như còn có ý niệm tự tư tự, tự lợi Quý vị thật sự chuyển trở lại Quý vị rất muốn chuyển nhưng chuyển không được Vì vậy quý vị muốn hỏi Quý vị rốt cuộc muốn chuyển trở lại hay là chưa chuyển trở lại Không nên hỏi người khác hỏi bản thân Còn có ý niệm tự tư tự lợi hay không Chỉ cần một ý niệm gì chúng sanh Vì Phật Pháp Phật Pháp là ngọn đèn trong đêm tối cho tất cả chúng sanh, chúng ta nên hỗ trợ, hy vọng Phật pháp thường trú tại thế gian. Cổ nhân dụng tâm, chúng ta nếu có thể thể hội được, phòng sơn thạch kinh gần bắc kinh, việc này mọi người đều hiểu được. quý vị xem những vị cổ nhân này dùng biết bao là sức người sức của, dường như thời gian gần một ngàn năm, đem toàn bộ đại tạng kinh khắc lên đá, chôn vào hang núi. Vì sao vậy? Vì muốn Phật pháp cựu trú thế gian. Hy vọng tất cả chúng sanh có thể đạt được lợi ích chân thật trong Phật Pháp Chỉ có khắc trên đá Mới thật sự bảo tồn lâu dài được Kỷ điện chính là in kinh sách Kinh sách lưu thông số lượng lớn Lưu thông khắp nơi trên toàn thế giới Tai nạn sẽ không hoàn toàn quỷ hoại được Quỷ hoại một bộ phận Cũng sẽ còn lại một bộ phận Thứ không đáng tin nhất là gì Khoa học kỹ thuật Mọi người chớ nên cho rằng Hiện tại CD có thể bảo tồn 200 năm Ngộ nhờ thế gian này bị một tai nạn lớn Phá hoại rồi Tất cả hệ thống điện khí toàn bộ bị quỷ hoại mất Thì CD của quý vị là đồ bò Thế gian này không có điện lực nữa Tất cả những văn minh khoa học kỹ thuật Toàn bộ Trở thành đồ bỏ Điều này gần đây các nhà dự đoán Đông Tây Phương đều nói như vậy Có thể sau khi một tai nạn đến rồi Nhân loại phải trở về cuộc sống nguyên thủy tiền giấy không dùng nữa toàn là giấy loại khôi phục đến thời đại nào thời đại lấy vật đổi vật tôi có áo quần anh có lương thực chúng ta lấy áo quần đổi lương thực trở về thời đại này không những tiền bạc không dùng nữa vàng cũng không dùng nữa có người cần sinh sống cần đồ ăn cần đồ mặc vàng bà không thể mặc không thể ăn không ai cần được cho nên khoa học kỹ thuật là không đáng tin nhất. đáng tin nhất, tin cậy nhất là đem nó khắc lên trên đá, cho nên những người thông minh ngày xưa họ hiểu được đạo lý này, những thứ quan trọng đều khắc lên trên đá mới có thể dính diễn diễn lưu truyền lại cho hậu thế. Bộ thạch kinh này thật dĩ đại Sự dĩ đại của nó vừa qua cả dạng lý trường thành Chúng ta người học Phật biết được Đây là bảo tạng chân thật Duy nhất trên trái đất này Trên thế giới này Nhất định đạt được chư Phật hộ niệm long thiên Thiện thần gia hộ tai nạn lớn hơn nữa nơi này nhất định sẽ bảo toàn được đây là căn nguyên hiện căn phước đức của tất cả chúng sanh sau này cho nên nó sẽ không bị quỷ hoại Đây là niềm tin chắc chắn của chúng ta Cổ nhân đã làm công việc này Làm công việc này là để cho chúng ta học tập Chúng ta hiện tại gặp được những kinh điển này Hà có thể không chăm chỉ nỗ lực học tập sao? thông qua học tập chúng ta đem những lý luận mà đức phật đã nói trong kinh luận những phương pháp đã nói những cảnh giới đã nói từng việc từng việc thể nghiệm vào trong cuộc sống của chúng ta thể nghiệm trong công việc thể nghiệm trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật sau đó quý vị mới phát hiện Lời Phật giảng không sai Đích thực là Pháp giới hư không tình và vô tình Ở mọi lúc mọi nơi Không có gì không phải đang xiển dương Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Chính là tất cả Pháp Tất cả Pháp chính là Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm là linh quả Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Chúng ta thấy rồi Chúng ta hiểu rõ rồi Bản thân khế nhập Pháp giới này Thế gian tất cả kiếp nạn Chúng ta hiểu rõ rõ ràng rồi Cũng quá giải được rồi Tôi có thể quá giải nhưng còn có một số người vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông xuống được Họ không thể quá giải Tôi phải làm sao để giúp họ quá giải Đây chính là phải đem pháp môn này Giới thiệu cho họ nhưng pháp môn này nếu như không phải người thượng căn lợi trí thời gian ngắn diễn thuyết cho họ họ rất khó mà giác ngộ được bản thân chúng tôi tu học cũng trải qua thời gian mấy mươi năm mới nhập cảnh giới này có thể thấy điều này không phải là một việc dễ dàng phương pháp có hiệu quả duy nhất có thể giúp họ khuyên họ niệm phật cầu sanh tịnh độ Khuyên họ đoạn ác tu thiện Thì giới niệm Phật Họ nếu như thật sự có thể nghe lọt tai Thật sự có thể chịu làm Giới luật không cần nói phiền phức quá Không cần nói nhiều quá Ngủ giới thập thiện là đủ rồi Hoặc là càng có thời gian rỗi rãi Đem cảm ứng thiên giới thiệu cho họ là được rồi để cho họ đi độc tụng Để họ đi phản tỉnh Để họ đi sám hối Sửa đổi lỗi lầm Trung thực niệm Phật cầu sanh tịnh độ Chắc chắn có thể tránh được kiếp nạn này Đây là đối với người căng tánh trung hạ Nhưng vẫn phải là người Phước đức sâu dày Họ mới chịu tin tưởng Người phước mỏng Họ không tin tưởng Chúng ta ngày nay Có duyên phận như vậy Đến khai giảng Bộ đại kinh này Nhân duyên đích thực Không thể nghĩ bàn Đây là chúng sanh Có một phần hiện căn phước đức nhân duyên này Chư Phật Bồ Tát Từ bi gia hộ Giá trị bảo vệ Làm cho chúng ta có phận Nhân duyên này cùng nhau học tập Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại này Chúng ta lợi dụng những khoa học kỹ thuật này Đem việc học tập của chúng ta phát triển rộng ra trên trái đất này bất luận nơi nào thông qua truyền bá trên mạng internet chúng ta đều có thể cùng nhau học tập duyên phận này có được không dễ dàng nhưng nhất định phải trân quý duyên phận này Thời gian mỗi ngày học tập đều phải nắm bắt Tuyệt đối không thể luôn qua Không ngừng làm cho cảnh giới của bản thân chúng ta Hướng thượng nâng cao Ngày ngày nâng cao Ngày nay nói từng năm nâng cao Chậm quá rồi Không kịp nữa Không thể cứu bản thân Tháng tháng nâng cao Cũng chậm quá rồi Nhất định phải ngày ngày nâng cao lão cư sĩ hạ liên cư khích lệ chúng ta phải thật làm tranh thủ từng giây từng phục chúng ta đọc qua truyện ký của đại sư thiện đạo đại sư thiện đạo một đời dụng công, có thể nói là từng phút từng giây không lãng phí. Chúng ta từ trong chuyện ký có thể thấy được, ngay từ sau khi học Phật ba bốn mươi năm chưa từng ngủ nghỉ qua. Chúng tôi đọc xong vô cùng kinh ngạc. Ừ, Con người làm sao có thể không ngủ chứ? Làm sao có thể không ăn gì chứ? Ngài hơn 40 năm chưa từng ngủ. Có thể tin tưởng hay không? Có thể tin được. Trong kinh, Đức Phật nói Tài sát danh thực thùy là năm dục năm thứ này có thể lìa bỏ được có thể làm đến độ không ngủ không ăn người thật sự có công phu năm thứ này đều không cần đối với họ một chút lợi ích cũng không có chúng ta hiện tại cảm thấy rất khó khăn nhất tiền tài có thể không cần danh có thể không cần sắc cũng có thể không cần nhưng, Nhưng ăn uống ngủ nghỉ không thể nào Hai cửa khó khắc phục nhất Có thể khắc phục Chúng ta biết thời cận đại Rang hi người Ấn Độ Từng 90 ngày không ăn gì Cho nên biết Ăn uống là gì có thể đoạn Gandhi uống nước Không ăn gì Chỉ uống nước Chúng ta vì sao làm không được Tập khí phiền não Chứa ngại nặng quá rồi Nhưng nên biết Phiền não chứa ngại tập khí Chỉ cần quý vị vừa hồi đầu Thật sự hồi đầu rồi trí tuệ quang minh trong tự tánh quý vị liền sẽ chiếu pha nó khó là khó nơi chúng ta không chịu buồn xuống những phiền não tập khí này quý vị không chịu buồn xuống vậy thì hết cách rồi vấn đề là do bản thân chúng ta chịu làm hay không có chịu thật làm hay không lúc thật làm thì đau khổ mất mạng mất mạng càng tốt đi giảng sanh. cổ chai này quý vị có thể đột phá rồi vì sao vậy lúc sơ học phải thay đổi thói quen luôn có những khó khăn ví dụ như kinh nghiệm của bản thân chúng tôi trước đây chúng tôi ăn thịt từ ăn thịt chuyển thành ăn chay toàn bộ hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó đều, nó đều chịu ảnh hưởng đó là sự chuyển biến rất lớn nó cần một thời gian tương đối dài mới có thể thích ứng nhưng lúc ban đầu nó không thích ứng quý vị nếu như không thể khắc phục quý vị sẽ không làm được chúng tôi có một đoạn kinh nghiệm như vậy Lâu nào mới có thể hoàn toàn Bình thường quá Cũng gần 3 năm Khó khăn nhất là năm thứ nhất Sau 3 năm Bao tử của chúng ta mới hoàn toàn là Ăn chay bình thường rồi Hiện tại ngửi thấy mùi tanh Rất là khó chịu Thông thường người ăn thịt Người thấy rất thịt Chúng tôi người đến rất khó chịu Từ khi quen rồi ăn ngày ba bữa cái gì nếu như ăn ngày một bữa Lại phải trải qua một thời gian rất dài mới thích ứng Nếu như hoàn toàn đoạn hết ăn uống Đương nhiên càng cần phải trải qua thời gian dài thích ứng Ngủ nghỉ cũng lại như vậy Không hạ quyết tâm không cố gắng Quý vị nhất định làm không được Đây là phiền não Phiền não nghiêm trọng Trong kim Đức Phật giảng cho chúng ta Nếu như chúng ta tu phước Phước báo rất lớn Tu thiền định Có thể sanh đến sơ thiền thiên Thiên nhân sơ thiền Những thứ này đều không có nữa Dục giới thiên có Thiên nhân dục giới Có ngủ nghỉ Có ăn uống Nhưng càng hướng lên Giai tầng cao Thì Càng ít Nói cách khác Ăn uống càng ít Ngủ nghĩ càng ít Càng xuống thấp Càng nhiều từ đó có thể biết chúng ta nếu thật sự muốn trên đạo nghiệp có thành tựu tài sát danh thực thùy không thể có tâm tham nhìn thấy thức ăn ngon liền muốn ăn liền khởi tâm động tâm điều này phiền phức lớn rồi nhất định là có chướng ngại nhất định không phải là một việc tốt chỉ ít phải luyện tập đến Nhìn thấy thức ăn ngon Cũng không động tâm nữa Vậy chúng ta mới được Lão cư sĩ Lý Bến Nam Thầy nói với tôi Thầy từ năm 30 tuổi học Phật Chưa bao lâu thì Thầy ăn ngày một bữa Ở một ngày ăn một bữa Gần như ăn hơn 50 năm như vậy Thầy 90 tuổi giảng sanh Ngày ăn một bữa Ăn hơn 50 năm như vậy Nhưng ban đêm Có người mời cơm Lúc mời thầy vẫn đi ăn bình thường Lúc đó thầy ở Đài Trung Thường thường có công việc phải ra ngoài Thầy gọi tôi đi cùng Tôi đưa thầy đi vì công việc thầy cũng ăn một chút cùng ăn cơm với người ta trên thực tế thầy dẫn tôi đi luôn luôn dạy tôi không nên chấp trước người ta có lòng tốt mời mình mình nếu như không đi họ nói mình làm cao coi thường họ pháp duyên liên đoạn mực Đi không phải là đi tham ăn Là đi để độ chúng sanh Kết duyên lành với họ Thầy giáo quay trọng tôi Quan hỷ mà đến đây Sau đó nghe nói thầy giáo buổi tối không ăn Buổi tối thầy cũng đến càng là tôn trọng Thầy giáo dạy họ, họ mới tin tưởng Họ mới chịu học Đây gọi là tùy duyên Không gọi là phan duyên Đây gọi là lợi ích chúng sanh Không phải vì lợi ích bản thân Tôi học được ở thầy những điều này Bởi vì tôi ngày xưa lúc chưa theo thầy Bữa ăn tối tôi không dùng Thông thường người ta nói trì ngọ Đã rất nhiều năm rồi Tôi cũng rất chấp trước Thầy giáo nói với tôi Chấp trước Ông chỉ có tự lợi Ông không thể đổ người Tôi theo thầy Nhìn thấy thói quen sinh hoạt của thầy Nhìn thấy thầy đối người Tiếp vật Quá ra trên phương diện lợi ích chúng sanh Thầy mấy mày chấp trước cũng không có Chúng ta mới hiểu được khai duyên Khai giới Trong giới luật nội định quá ra là việc như vậy Cho nên trì giới nhất định phải hiểu được Khai giá trì phạm Lúc nào nên làm như thế nào Nó là viên dung Nó không phải là cứng nhắc Nó là linh hoạt Tất cả đều là vì lợi ích chúng sanh Làm xuất phát điểm Lợi ích chúng sanh nói hy sinh bản thân Vẫn còn cái ý niệm hy sinh Vẫn còn chưa quên được bản thân Nói cách khác Sự từ bi đó vẫn còn chúng sanh duyên từ bi Còn chưa đến được pháp duyên Bản thân căn bản không có Đó mới gọi là pháp duyên từ bi Làm cho bản thân thật sự hướng thượng Nâng cao thêm một bậc nữa Căn bản là không có bản thân Toàn là vì chúng sanh chỉ cần là việc lợi ích chúng sanh thì làm không có e ngại gì cả vì tổn hại đến chúng sanh nhất định không được làm không những việc tổn hại không được làm mà việc khiến cho chúng sanh sanh phiền não đều không được làm quý vị làm thì mất tâm từ bi mất chân thành chúng sanh hiểu nhầm chúng ta cũng được hủy ban hủy nhục hãm hại đều được chúng ta nhất định không được dùng tâm thái như vậy để đối với chúng sanh vì sao vậy? Họ mê mà không giác Chúng ta đã giác mà không mê Cùng tâm thái đó để đối với người khác Quý vị và người ta giống nhau rồi Quý vị chưa giác ngộ Quý vị giác ngộ nhất định không giống với người ta Nhất định không giống nhau Quý vị thật sự giác ngộ rồi. Câu thứ ba ở đây, xứ xứ siển minh nhất thiết pháp. Hoa nghiêm như vậy, có pháp môn nào không như vậy? Hoa nghiêm là trần thuyết sát thuyết, thuyết không gián đoạn. Thử hỏi xem có bộ kim nào không phải là trần thuyết sát thuyết, thuyết không gián đoạn. phá pháp đều như vậy phá pháp đều là tự tánh lưu ừ. lộ ra phá pháp đều là tự tánh không có sai biệt cho nên mới nói các Pháp bình đẳng không có cao thấp. Các Pháp này thông thường Tổ sư Đại Đức giảng ý nghĩa rất hạn hẹp là nói Pháp môn trong Phật Pháp. Vô lượng Pháp môn, tám dạng bốn ngàn Pháp môn. Bình đẳng không có cao thấp. Trên thực tế không phải là ý nghĩa này Ý nghĩa còn rộng còn sâu hơn là tất cả Pháp thế gian suốt thế gian Đây mới là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm Chưa đọc Hoa Nghiêm chúng ta cục hạn trong Pháp môn này Đọc Hoa Nghiêm rồi mới biết Quá ra tất cả Pháp mà Đức Phật nói Là tất cả Pháp thế gian suốt thế gian Không có Pháp nào không bình đẳng vì sao vậy? Phá Pháp đều là tự tánh. Một hạt bụi trần là tự tánh. Một lỗ chân lông là tự tánh. Thân xác này của chúng ta tự tánh biến hiện ra. Con mũi con kiến cũng là tự tánh biến hiện ra. Có gì sai khác đâu. Bình đẳng bình đẳng Không hay không khác Cho nên tất cả tộc loại khác nhau đều bình đẳng Văn hóa khác nhau Tôn giáo khác nhau Đó làm sao không bình đẳng chứ Đương nhiên là bình đẳng Bình đẳng chính là nhất chân Pháp giới Khắp hợp Pháp giới là nhất chân Pháp giới Cho nên quý vị khế nhập cảnh giới này rồi Quý vị sẽ trú nhất chân Pháp giới Quý vị chưa nhập Pháp giới này Quý vị trú thật Pháp giới Quý vị trú lục đạo Cũng không phải cảnh giới bên ngoài có sai biệt Có chuyển biến không phải Tất cả cảnh giới Tùy theo tâm tưởng của chúng ta mà đang chuyển biến Khiến Phật nói rất hay Y báo tùy theo chánh báo chuyện Chỉ cần hiểu được nguyên tắc nguyên lý này Hiện tại những tai nạn này Quý vị tự nhiên sẽ không để trong lòng nữa Không việc gì cả Triệt để quá giải được rồi Quý vị không hiểu được chân tướng sự thật cùng khế nhập cảnh giới này Vậy đối với quý vị phiền phước đến rồi Đây là thật sự giải quyết Chỉ để giải quyết Rốt ráo giải quyết Hy vọng đồng học chúng ta Tư duy nhiều hơn nữa Thể hội nhiều hơn nữa Quyết tâm trong thời gian ngắn ý niệm chuyển lại được hành vi chuyển lại được hết giờ rồi chúng ta giảng đến đây thôi